Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hồng Phim Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hấp dẫn có trong ngày hôm nay nhé Trailer tập 35 trường ca hành mở ra khung cảnh đầy lãng mạn của cặp đôi Hạo Đô, Lý Lạc Yên trên một cánh đồng hoa đẹp mê hồn Trông thấy Hạo Đô đứng từ xa quan sát mình, Lạc Yên liền hỏi Hạo Đô, người đứng từ xa thế làm gì? Đáp lại lời công chúa, Hạo Đô trả lời Ta sợ rằng công chúa không muốn thấy ta Lạc Yên hỏi tiếp vậy sao ngươi còn đến đây? Nếu ta không vui, thì ngươi làm sao? Tuy nhiên hạo đồ không trả lời mà quay lưng định rời đi. Cho tới khi Lạc Yên gọi anh trở lại, anh mới lên tiếng thừa nhận. Ta chính là sợ người tức giận, nhưng không biết làm thế nào. Ta làm cái gì cũng không đúng, làm cái gì người cũng không vui. Ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn người, chỉ cần người an toàn, ta không còn gì phải lo lắng nữa. Trước lời bộc bạch chân tình của hạo đô, Lạc Yên cũng ngỏ ý muốn nói với anh một điều, nhưng để biết rõ là điều gì thì chúng ta phải chờ tới khi tập 3 làm chính thức ra mắt. Phải chăng Lạc Yên sẽ thổ lộ tình cảm dành cho cận vệ đã dốc sức bảo vệ mình bấy lâu nay? Mặc dù không có thiện cảm với Hạo Đô vào lúc ban đầu, công chúa Đại Đường cũng đã dần dần nhận ra Hạo Đô là con người mặt lạnh mà tâm hiền. Mặt khác, chính trường ca cũng đã nhận định rằng Hạo Đô là người có thể bảo vệ được Lạc Yên. Như vậy là không chỉ hậu đô bật đèn xanh lạc yên còn được người tỷ tỷ mà cô luôn tin tưởng vốt một phiếu ủng hộ cho việc phát triển mối quan hệ với anh chàng giữa thầy cơ tốt như vậy ngày cập bến của thuyền hậu đô lạc yên có lẽ sẽ không còn xa xôi nữa có thể nói tuy không thuộc tuyến nhân vật chính vậy nhưng hậu đô và lạc yên chính là những thỏi nam châm thu hút người xem theo dõi trường ca hành lý do là bởi phản ứng hóa học vô cùng ấn tượng giữa lưu vũ ninh và triệu lộ từ trong những tập phim tiếp theo, cặp đôi này hứa hẹn sẽ còn chinh phục khán giả bằng nhiều khoảnh khắc ngọt ngào hơn nữa. Chẳng những thế, ở đầu phim Trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba được phản tích cực đẩy thuyền cùng Triệu Lộ Từ. Đến giữa phim, Địch Lệ Nhiệt Ba lại được khen xứng đôi vừa lứa khi đứng bên cạnh nữ diễn viên Tào Hy Nguyệt. So với các người đẹp yếu đuối mỏng manh cùng đóng Trường Ca Hành thì quả thực Địch Lệ Nhiệt Ba có phần nam tính mạnh mẽ hơn. Hiện tại, họ đồ đã rơi vào lưới tình với Lạc Yên nhưng họ đô vẫn chưa dám bày tỏ lòng mình. Anh chàng chỉ lén nhìn, lén bảo vệ và lén cất giữ tình cảm vào tận nơi sâu thẳm con tim. Nhưng điều đáng nói là Lạc Yên cũng rất thích họ đồ. Công chúa chỉ là đang cố giữ mình vì giữa hai người vẫn là quan hệ thị vệ công chúa. Ở đoạn clip hé lộ tình tiết cho tập bà sắp phát sóng, theo đó Lạc Yên khiến người hâm mộ thót tim khi tát họ đô nảy lửa. Đánh xong, Lạc Yên quay lưng bỏ đi, để lại họ đồ với cả bầu trời tâm sự nếu khán giả thắc mắc vì sao công chúa lại đánh người thương thì đây chính là câu trả lời do họ đô muốn truy sát lý trường ca địch lệ nhiệt bạc. trường ca và lạc yên là chị em họ trường ca gọi cha của lạc yên là nhị thúc lý thế dân oái oăm ở chỗ lý thế dân đang bị trường ca nghi ngờ là giết cha mẹ nàng để giành ngôi vua còn họ đô là chiến tướng dưới quyền quản lý của lý thế dân đương nhiên phải làm theo mệnh lệnh và mệnh lệnh mà họ đô nhận lấy đó là truy bắt Lý Trưởng Cả. Xem tới cảnh Lạc Yên đánh Học đồ, khán giả cứ lo lắng rằng thuyền tinh của hai người sẽ lật. Nhưng đừng lo, thuyền này còn lâu mới chìm vì biên kịch và đạo diễn trường ca hành hứa hẹn sẽ tung thêm nhiều chiều gây đau tim nữa. Mối quan hệ giữa Lạc Yên, Học đồ sẽ còn đối mặt với nhiều sóng gió kinh thiên động địa hơn. Chúng mình học phim, nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn, Vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!